Trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn hãy nhìn vào bức ảnh sau đây và cho mình biết các bạn thấy được gì qua bức ảnh này. Bức ảnh này được cư dân mạng lan truyền một cách chóng mặt trong một thời gian dài. Bởi vì, theo bọn họ, thì điểm kinh dị ở bức ảnh này đó là việc chú rể kết hôn với một cô dâu đã mất. Tương truyền bức ảnh này được chụp ở thôn Dư Hàng, tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc. Cô dâu tên là Diệp Tử Mai, 17 tuổi, con của một địa chủ thời đó. Gia đình rất có điều kiện. Chú rể tên là Vương Khải Đức, 19 tuổi. Nghe nói hai người họ còn chưa kịp bước qua cửa thì cô dâu đã sinh bệnh và mất. Tính tới lúc đó thì bọn họ đã đính hôn được 1 năm rồi, thế nhưng chú rể thì lại không hề tình nguyện. Bởi vì lúc đó cậu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thế nhưng nhà lại nghèo. Cô tiểu thư kia thì đã thích chàng trai này và dựa vào gia thế của mình để ép chàng trai đính hôn với mình. Dựa theo phong